chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Thơ MC Channel. Son Jae-jin và Hoon Bin được fan kỳ vọng sẽ xác nhận tham gia AAA 2020. Ở hạng mục nữ diễn viên nổi tiếng nhất châu Á, chị đẹp Son Jae-jin đang tạm thời dẫn đầu với 2,74 triệu phiếu bình chọn. Bám sát vị trí của cô là mượn ngố Song Ji-hyo với khoảng 2,71 triệu phiếu. Ba vị trí còn lại trong top 5 lần lượt thuộc về Kim Go-eun, Seo Jae-ji và Park Seo-ji. Trong khi đó, cuộc cạnh tranh của giải thưởng nam diễn viên nổi tiếng nhất châu Á cũng diễn ra sôi động không kém. Người tình của Son Jae-jin trong hạ cánh nơi Anh là nam thần Hoon Bin đang ngậm ngùi đứng vị trí thứ hai với 3,74 triệu phiếu bình chọn. Tạm thời vượt qua anh để dẫn đầu là thành viên của nhóm GOT7 Park Jin-jung cùng khoảng 7,98 triệu phiếu bình chọn. Năm nay, Jin-jung tham gia bộ phim truyền hình Khi Hoa Tình Yêu Nở cùng bộ phim điện ảnh The Angle with Zhou, The David Sweet Teen sẽ ra rạp vào ngày cuối cùng của năm nay. Lee Min-ho, Ahn Se-young-woo và Kim So-hyun đứng ở 3 vị trí còn lại trong top 5. Giải thưởng nữ nam diễn viên nổi tiếng nhất châu Á ở AAA 2020 được xem là trận chiến vô cùng khốc liệt giữa người hâm mộ của các diễn viên cũng như cộng đồng người hâm mộ của những thần tượng lấn sân diễn xuất. Vì thế, dù là những ngôi sao điện ảnh hàng đầu, nhưng Son Jae-jin và Hoon Bin cũng sẽ khó có những chiến thắng nếu những khán giả yêu thích họ không bình chọn tích cực cho họ. Trước đó, nhiều vai diễn trong bộ phim Hạ cánh nơi Anh mà mỹ nhân sinh năm 1982 đã nhận được giải thưởng nữ diễn viên nổi tiếng nhất ở giải thưởng nghệ thuật Park Sang lần thứ 56 và giải nữ diễn viên Hàn Quốc nổi bật ở giải thưởng phim truyền hình quốc tế Seoul lần thứ 15. Trong khi đó, Hoon Bin được vinh danh ở giải thưởng nghệ thuật Park Sang lần thứ 56 với hạng mục nam diễn viên nổi tiếng nhất. Lee Jun-gi, Kim So-hyun, Seo Jae-ji và nhiều diễn viên được xác nhận sẽ xuất hiện tại ASEAN ở Artist Awards 2020.